bạn có đang loay hoay và phân vân á, là không biết có nên bắt đầu làm YouTube hay không. Bạn có hàng ngàn câu hỏi và một đống những cái nỗi sợ ở trong đầu khiến cho bạn chưa dám bắt tay vô làm YouTube cho bản thân. Hay đơn giản là bạn chỉ đang muốn học hỏi để bắt đầu một kênh YouTube để chia sẻ với mọi người xung quanh về cuộc sống của bạn, từ chuyện tập thể dục, chạy bộ, trồng cây, nuôi thú cưng, nấu ăn hay là dọn dẹp nhà cửa. Hay bạn là một người đã có rất nhiều những kinh nghiệm chuyên môn trong một công việc nào đó như là marketing, kinh doanh, thiết kế, kỹ sư, ca hát, vân vân. Và bạn đang nghĩ đến cái việc đó là tạo cho mình một kênh YouTube để bắt đầu marketing cho bản thân và kiếm ra khách hàng. Cụ thể luôn đó là mình có một ông bạn đó, ông làm product marketing cho những công ty lớn hơn là lớn ở nước ngoài. Bây giờ ông đã về Việt Nam và ông mong muốn tạo ra một kênh YouTube để chia sẻ những kinh nghiệm nhiều năm của bản thân và xây dựng thương hiệu của mình. Chỉ có một cái vấn đề thôi, đó chính là từ trước tới nay nè, ông chưa bao giờ xây dựng một kênh YouTube, nên là những thứ liên quan đến chuyện làm nội dung nè, hay là tìm chủ đề, quay clip, edit video, mọi thứ đối với ông đều là con số 0. Cho nên cái hành trình làm YouTube á, nó là một cái con đường vô cùng khó khăn đối với ông. Còn các bạn thì sao? Bạn có đang gặp vấn đề giống như bạn của mình không? Hay là bạn đang có vấn đề nào khác liên quan tới việc làm YouTube? Bạn có cảm thấy băn khoăn là tại sao người ta làm quá trời view và bạn làm hoài mà vẫn chả có view nào? Hay là bạn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu luôn? Nếu như mọi người muốn có được cái câu trả lời cho những câu hỏi này á, thì nhớ đừng chuyển kênh nhé. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ 3 cái lưu ý bạn cần biết để bắt đầu một kênh YouTube cho hiệu quả. Nên hãy thắt dây an toàn, đội nón bảo hiểm để xem đến cuối video và tìm ra câu trả lời cho mình. Bắt đầu thôi, let's go. Đầu tiên, cái lý do tại sao bạn chưa dám bắt đầu tạo ra nội dung, chưa dám quay bất kỳ một cái video nào á, hoặc là chưa dám thể hiện những gì mà bạn có, mặc dù bạn biết á, nó là một việc cực kỳ quan trọng, đó là vì bạn chưa tìm ra được cho mình một cái format phù hợp với bản thân mình nhất. Hiện nay ở trên YouTube có rất nhiều định dạng nội dung khác nhau, giống như là video du lịch trải nghiệm nè, như kênh của anh Khoai Lang Thang, hay là Chan La Cà, hoặc là Quang Vinh. Tiếp theo là dạng vlog chia sẻ về một vấn đề hay là bài học giống như anh Mùi Đấu Trí hay là Giang ơi. Hoặc có thể là podcast phỏng vấn, nói chuyện giống như là Hiếu TV hay là Tuân Cảm Ơn hay là của Vietcetera. Thậm chí là có những loại nội dung chỉ tập trung vô hình ảnh giống như là kênh của chị Her 86m2. Và cái điều đặc biệt đó mà mọi người có thể thấy đó chính là những người này họ làm video một cách vô cùng đều đặn. Không những vậy mà chất lượng nó còn rất cao nữa. Bởi vậy, có bao giờ mà bạn tự hỏi là làm sao mà họ làm được giống vậy không? Đâu là cái bí kíp khiến cho họ thành công được trên YouTube giống như vậy? Có không nè? Mọi người có băn khoăn không nè? Nếu có, hả liền cái comment coi á, là bạn băn khoăn và muốn biết thêm về YouTuber nào. Và rồi sau đó, mình có thể tìm cách để mà liên lạc, để nói chuyện với người ta và rồi chia sẻ những cái tip mà mình học được cho mọi người. Nhưng cái quan trọng mà mình muốn nói với mọi người á, đó chính là mỗi con người chúng ta nè, thật ra bẩm sinh sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Sẽ có người phù hợp với việc viết nhiều hơn, có người thì lại thích hợp với chuyện phỏng vấn, tương tác với khách mời, có người chỉ có thể quay ra những cái góc máy đẹp đẽ chứ không hề muốn nói một lời nào luôn. Cụ thể hơn đó là câu chuyện của người anh của mình ở đầu clip đi. Với anh á, cái việc mà phải ngồi xuống và soạn một đống nội dung để mà chuẩn bị cho một chủ đề của video là một điều cực kỳ khó khăn đối với ổng và sẽ tốn rất nhiều thời gian luôn. Nhưng ngược lại, anh á lại là một người rất ư là hoạt ngôn, khi mà gặp người khác rất tò mò muốn biết thêm về những người xung quanh và rất giỏi trong cái việc tìm ra điểm tốt của đối phương luôn. Nên cái phương án tốt nhất đối với ảnh đó chính là làm những cái nội dung podcast để phỏng vấn những khách mời nổi tiếng trong cái vòng tròn quan hệ của ảnh. Và sau khi mà ảnh bắt đầu làm cái đó thì ảnh có thể thậm chí là quay được 2 cho tới 3 video phỏng vấn trong một ngày luôn. Từ đó dần dần ông anh đó biến thành một người host, một YouTuber khá là triển vọng sau này. Cho nên là hãy ngồi xuống và thử nghĩ xem là đối với bạn đó, đâu là cái cách mà bạn cảm thấy dễ dàng và tự nhiên nhất để có thể diễn tả, thể hiện ra những cái nội dung, những cái kiến thức của bản thân. Đâu là cái loại nội dung mà bạn có thể làm ngày làm đêm mà không biết mệt mỏi là gì luôn. Hoặc là có cái dạng nội dung nào mà bạn rất muốn làm và bạn tin chắc luôn á là bạn sẽ làm rất tốt hay không. Bởi vì chỉ khi nào bạn tìm ra được cái này á thì cái việc làm nội dung nó sẽ đến với bạn một cách rất ư là tự nhiên. Và đó cũng là lưu ý đầu tiên mà mình muốn các bạn để ý trong cái việc làm nội dung. Khi mà bạn đã chọn được một cái format mà bạn muốn bắt tay vào làm rồi thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái lưu ý mà sẽ khiến cho cái video của bạn á nó sẽ được nhiều view hơn nữa. Đó chính là tập trung vô chủ đề và làm thumbnail
cho thật tốt. Có một câu hỏi mà mình muốn đem lên đó chính là tại sao có những cái video trên mạng mà bạn thấy là nó có rất là nhiều view, còn có những cái video cho dù là nội dung bên trong video nó rất là hay, nó rất là xịn luôn, nhưng mà view vẫn không tăng lên được. Đơn giản là vì trong những cái video mà có nhiều view đó, nó có một thứ vô cùng đặc biệt khiến người ta muốn ấn vô. Chẳng hạn như những video của chú Hiếu TV đi. Chú Hiếu là một người làm rất tốt trong cái việc này luôn. Ai mà chả muốn tăng thêm thu nhập đúng không? Ai mà chẳng muốn kiếm thêm tiền hiệu quả hơn? Ai mà chẳng muốn đi ngủ mà vẫn có tiền đúng không? Bởi vậy, nếu như bạn muốn view của bạn cao hơn thì bạn sẽ cần phải tìm hiểu xem đâu là cái thứ mà khán giả trong cái ngành nghề, trong cái chủ đề của bạn á, họ cực kỳ yêu thích, hay là thậm chí chính bạn luôn cũng muốn ấn vào xem cái video đó. Sau khi mà bạn tìm ra được cái thứ đó rồi thì cái bước tiếp theo đó chính là tìm cách thể hiện nó ra thật rõ ràng trong cái hình thumbnail của bạn. Tại vì mình muốn các bạn để ý một điều vô cùng quan trọng ở đây nè, là ở trên YouTube á, khi mà bạn ở trên trang chủ hay là thậm chí là cái trang tìm kiếm đi, thì đâu là cái thứ mà khán giả nhìn thấy đầu tiên? À, có phải là tên trang của mình không? Sai rồi. Hay là tiêu đề của video? Không đúng luôn. Vậy thì là hình thumbnail đúng không? Đúng rồi đó. Cái hình thumbnail là cái thứ sẽ khiến cho người ta quyết định coi là họ có ấn vào video của bạn hay không. Cho nên một cái hình thumbnail vô cùng bắt mắt, vô cùng khác biệt và khiến cho người ta phải dừng lại chính là cái tiền đề để khiến cho người ta ấn vô video của bạn coi. Từ đó bạn mới có thêm nhiều view. Tại vì nếu như người ta không ấn á thì làm sao mà có view được, đúng không nè? Đó, các bạn có thấy được cái tầm quan trọng của nó chưa? Nhưng mà đã buồn thay, thumbnail á là cái thứ mà mọi người thường xuyên làm cuối cùng luôn. Không những vậy, họ còn làm cách rất ư là sơ sài, hời hợt và làm đại luôn. Tại vì sao? Tại vì làm video xong á, người ta mệt chết rồi, nên người ta không muốn đụng vào cái chuyện thumbnail nữa, chưa kể người ta thiết kế hay làm này cũng không được đẹp. Nên nếu như các bạn cứ làm như vậy á, thì đừng hỏi sao là các bạn sẽ không có được nhiều view. Mình có một cái ví dụ cụ thể cho mọi người luôn á, là năm ngoái mình có một cái video mà mình đã bỏ ra gần một tháng trời để mà quay và làm xong cái video đó. Lúc mà làm xong á, mình tưởng tượng và nói với bản thân là má, cái video này mà không được 100.000 view trong vòng một tháng á là tao nghỉ làm YouTube. Thậm chí là mình còn kêu cái bạn support mình ở bên YouTube á là có gì á hãy giúp mình tối ưu cho nó thật nhiều, tại vì mình tin chắc chắn luôn nó sẽ lên, tại vì mình quay đẹp quá mà, rồi nội dung mình làm nó cũng hay ho xịn sò hết sức luôn. Nhưng mà mọi người, cuộc đời á thì đâu có như là mơ. Một tuần, rồi hai tuần, rồi sau đó 3 tuần trôi qua, video của mình nó cứ lẹt đà lẹt đẹt, mỗi ngày được có vài view, mặc dù mình đã cố gắng chia sẻ hết group này rồi tới hội nhóm kia cho người khác, kêu gọi mọi người tương tác, nhắn tin hay là đồ gì đó các kiểu, nhưng mà vẫn không một ai tương tác và view video vẫn không tăng. Má, không lẽ đợt này nghỉ YouTube thiệt đó rồi, chưa kể là mình đã bỏ bao nhiêu công sức tiền bạc vào đó rồi mà nó flop hoài. Chán quá đi, tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhưng mình đâu có vừa lòng và cũng không thể nào chấp nhận được cái chuyện đó, nên là mình quyết định thử đổi một cái duy nhất thôi, đó chính là đổi từ cái thumbnail này sang cái thumbnail này. Và cái điều kỳ diệu đã xảy ra, chỉ sau khi mà mình thay đổi cái thumbnail đó thì cái video của mình nó tự dưng nó lên như diều gặp gió luôn. Mỗi ngày nó lên 50 rồi 100 view, lượt like tăng lên, rồi dần dần có thêm người comment nói là mình làm thật là công phu, là chất lượng. Không những vậy mà từ cái video đó mà có một người bạn siêu cool luôn, đó chính là Hiếu on the go. Bạn nó đã comment lên cái video của mình, bạn nó xem cái video của mình xong rồi comment á. Xong rồi sau đó là tụi mình kết thân với nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và tới cái ngày hôm nay nè, thì cái video đó nó vẫn tăng view một cách vô cùng đều đặn luôn. Và mọi người thấy đó, là chỉ với một cái thay đổi nhỏ nhỏ thôi, đó chính là sửa lại cái thumbnail, sửa lại cái hình ảnh đại diện, mà nó đã thay đổi cái số phận của video đó luôn. Nó đã giúp cho mình có nhiều view hơn, giúp cho mình có niềm tin vào YouTube hơn và khiến cho mình tiếp tục làm video cho tới ngày hôm nay. Cho nên làm gì thì làm, nhưng mà làm thumbnail và chuẩn bị chủ đề thật hấp dẫn mới là cái lưu ý mà bạn không thể nào quên được trong cái chuyện làm video, nghe chưa? Tiếp theo, sau khi đã xác định được chủ đề và nội dung cần quay là gì rồi thì các bạn cần chuẩn bị những cái dụng cụ cần thiết để sản xuất video. Thời gian đầu khi làm YouTube á, mình khuyên các bạn nên tiết kiệm chi phí hết sức có thể, hãy tận dụng mọi thứ mà bạn có hoặc là đang có sẵn. Tại vì sẽ có một số đông như các bạn nghĩ á, là làm YouTube nè thì phải mua thiết bị này, mua thiết bị kia, mua máy ảnh xịn sò, mua đồ đạc đầy đủ thì mới có thể làm được. Nhưng mình muốn các bạn lưu ý một điều này á, đó chính là những cái thiết bị hay là cái máy móc này nè, để có thể sử dụng thì bạn cũng phải học rất là nhiều, và việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian của bạn luôn. Chưa tính tới cái thời gian á mà bạn phải lăn tăn băn khoăn suy nghĩ coi á đâu là cái dàn máy phù hợp, đâu là cái máy móc phù hợp với túi tiền của bạn nữa. Cho nên các bạn phải nhảy vô, các bạn phải thử trải nghiệm càng nhanh càng tốt để biết được còn cái loại nội dung phù hợp với mình là gì. Nhảy vô làm đi, làm đại đi cũng được, làm cho ra sản phẩm, làm cho ra thành quả, làm cho ra video, và rồi sau đó coi coi á là mình có cần đầu tư máy móc hay không, thì lúc đó cái việc đầu tư của bạn á nó mới thực sự
gọi là hiệu quả. Ví dụ như bạn đang muốn làm những video liên quan đến việc giáo dục đi, giống như chị Giang ơi hay là anh Nguyễn Hữu Trí, thì các bạn chỉ cần tập trung hết mình vào cái việc làm nội dung sao cho nó dễ hiểu và rõ ràng là được, chứ không cần sắm những cái dàn máy siêu xịn để làm gì hết trơn á. Những cái video đầu tiên của chị Giang thì cũng quay bằng điện thoại, và hiện giờ đây nữa, dù là một trong những YouTuber nổi tiếng nhất nhì Việt Nam thì chị cũng dùng một con máy Canon M50 giá tầm 10-12 triệu mà thôi. Hoặc là như Jenny Huỳnh đi, thì tới thời điểm hiện tại tất cả vlog của Jenny cũng chỉ quay bằng cái điện thoại mà thôi. Nhưng mà kết quả thì sao? Đều triệu view đều đều. Nên dụng cụ nó không có quyết định được là bạn có xây dựng được một kênh YouTube thành công hay không. Bởi vậy, sau đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái thiết bị đơn giản mà các bạn có thể sử dụng ngay. Đầu tiên đó chính là máy quay. Bạn có thể sử dụng cái iPhone hay là điện thoại Android của bạn để mà quay. Mình có một cái video riêng để chia sẻ về cách quay video bằng điện thoại sao cho nó đẹp nhất, các bạn có thể xem thêm, link ở trên đây hoặc là dưới phần miêu tả. Thứ hai đó chính là tripod. Bạn có thể mua cái loại tripod điện thoại đơn giản với giá khá là rẻ luôn, hoặc là xài cái chai nước giống như mình vậy nè, siêu rẻ mà không tốn tiền đó. Thứ ba đó chính là mic ghi âm. Các bạn có thể tận dụng cái tai nghe của bạn, chỉ cần cắm tai nghe vô điện thoại và sử dụng phần mềm ghi âm bình thường là được rồi. Riêng phần âm thanh á, thì mình sẽ đề xuất các bạn nên đầu tư thêm một tí nếu như các bạn có tiền, vì một video mà có hình ảnh bình thường thôi nhưng mà âm thanh tốt thì vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà một cái video dù có đẹp bao nhiêu nhưng âm thanh nghe rất tệ thì sao, thì cũng không thể nào mà xem được, hoàn toàn khó chịu, cực kỳ khó chịu để mà xem. Bởi vậy khi mà bạn có một cái micro tốt á, thì bạn sẽ dễ quay vlog hơn nè, quay podcast nè, hoặc là các video mà ngồi nhà nói chuyện luôn. Cho nên có một loại micro mà mình cảm thấy rất phù hợp để mà các bạn có thể ghi âm và sản xuất nội dung, đó chính là micro rời không dây gắn vào áo của các bạn, giống như vậy. Chi phí của nó sẽ tầm dưới 2 triệu nhưng đây là một cái đầu tư hết sức cần thiết mà bạn nên có. Còn không á, thì các bạn cứ xài tai nghe rồi cố gắng để cái miệng của bạn gần cái mic càng tốt là được. Một cái thứ nữa mà không thể thiếu đó chính là đèn. Để có một cái video đẹp á, thì ánh sáng là điều quan trọng nhất. Bạn có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên trong phòng của mình để quay video giống như vậy nè. Hoặc á, là các bạn có thể mua cái đèn livestream giống như vậy để mà sử dụng, hoặc là những cái đèn tròn tròn ring light người ta bán ở ngoài đường rất là nhiều. Điều quan trọng đối với việc quay phim đó chính là chủ thể chính trong khung hình của bạn á phải thật sáng sủa và nổi bật, vậy thôi. Cuối cùng về máy tính và phần mềm để edit á, thì các bạn có thể tham khảo cái video này của mình về 3 phần mềm edit video miễn phí cho máy tính có cấu hình yếu để bạn có thể bắt tay vô làm video cho kênh YouTube của bạn. Cuối cùng, để có thể bắt đầu xây dựng kênh YouTube của bản thân á, thì đừng dựa vào kỷ luật của bản thân mà hãy tìm cho mình những cái người bạn có cùng sở thích để làm chung thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cho nên mình có tạo ra một cái group cộng đồng để giúp chúng ta này có thể kết nối và giúp đỡ lẫn nhau trong cái chặng hành trình xây dựng kênh của các bạn. Hồi nãy thì mình cũng có nói là cái việc chọn lựa ra một cái chủ đề hay và thu hút chính là cái chìa khóa sẽ khiến cho các bạn có view nhiều hơn. Nên là bạn nhất định phải xem cái video này, vì ở đó mình sẽ chia sẻ cái công cụ giúp các bạn làm điều đó một cách dễ hơn rất nhiều.